thấy bật người quanh đây buồn khi cả thế giới không đàn ông, chuyện lớn chuyện bé chỉ có đàn bà. Ai cũng nhận ra căn nhà niềm vui bao la, từ khi chào đón mấy chú rể tân, vậy lo chuyện khó xua tan hết ưu phiền. Câu chưa đủ sai sung, thế giới hạnh phúc không chỉ riêng đàn bà. Câu vừa đủ sai sung, một gia đình mới chứa chan niềm yêu thương. Nếu bạn quyết định hái hoa tặng cho người yêu thì bạn phải chọn màu hoa như thế nào? Nếu màu đỏ thì tượng trưng cho tình yêu hy sinh của bạn, còn nếu màu trắng thì tượng trưng cho sự mong chờ tình yêu của người ấy đáp lại. Nếu bạn nhờ người khác đi tìm người yêu cho mình, như vậy bạn là người không dám nhìn thẳng vào sự thật, là bạn là người không có đủ can đảm. Mà chính bạn phải là người đi tìm tình yêu cho mình, đi tìm người yêu cho mình. Lỡ có việc gì xảy ra, cũng chính bạn là người đứng ra giải quyết. Như vậy bạn là người mới đủ đầy can đảm. Nơi cửa sổ, ngụ ý muốn nói rằng sống tự lập, không cần gặp nhau mỗi ngày. Đặt hoa trên giường, ngụ ý muốn nói rằng cần sự chăm sóc quan tâm của người khác. Ước muốn sẽ gặp nhau mỗi ngày. Cái này mình cũng thích lắm nè. Dạ.
lời thầy. Xin mời. Nếu mà bạn thức dậy, bạn thấy người ấy nằm bên cạnh bạn, có nghĩa rằng bạn đã được người đó. Nếu mà bạn thức dậy, bạn không thấy người đó, có nghĩa rằng bạn không được người đó. Đúng không? Cúc à... Cúc à... Cúc về vui vẻ ha. Đến lúc về, nếu tình cảm của bạn chọn con đường ngắn thì tình cảm của bạn thoát ly rất nhanh chóng. Còn bạn chọn con đường dài thì tình cảm của bạn dành cho người ấy rất sâu đậm. Dần thân tị hợi tứ hành xung. Tí ngọ mẹo dậu cũng là tứ hành xung. Ổng là ổng tuổi tỵ, mình tuổi thân. Như vậy hai cái tuổi này, cái ngày này có thể hợp nè. Chắc là hợp. Cúc, coi gì vậy con? Quan trọng quá. Xong. À, xong hả? Đã kiểm tra xong rồi, hoàn toàn như ý muốn. Vậy hả? Cái gì vậy? Kiểm tra cái gì? Đưa mắt coi coi. Không có. Cái này là con tính cái chi tiêu đi chợ hàng tháng với chi tiêu trong gia đình mình á, để con biết mà con cân đối với tiền bạc cho nó đàng hoàng. À. Chi tiêu trong gia đình có nghĩa là đi chợ nấu ăn nữa đúng không? Trong cái vòng tam giác này nè, đó, trong cái bồ bát quái đó, chắc là mày đi 12 con giáp mày cho mua về cho gia đình này ăn đó. Hả? Dạ. Lạ lắm nè, có vụ gì đây? Má ơi, con muốn nói với má điều này. Má ơi, con có tình cảm với thầy Lý Đực lâu rồi, mà thầy ấy cũng rất mến con. Cứ mỗi lần con tới lớp học nhảy,
là tình cảm lại đậm thêm một chút. Một chút. Một chút. Cho tới bây giờ nó giống như một ly nước đầy, thiệt là đầy luôn. Con chịu hết nổi rồi, mà con không dám nói với ai trong nhà này hết. Bây giờ con chỉ có thể tâm sự với má thôi. Má ơi, con muốn nói là... Ủa, nãy giờ nói chuyện với má mà má đâu? Ủa, trời đất ơi, má bỏ đi đâu vậy? Tao đây nè. Hả? Làm gì vậy? Kiếm tôi chi? Tôi đi uống nước mà. Ủa vậy nãy giờ má không có nghe gì hết hả? Nghe gì đâu mà nghe. Ủa, má... Cái gì, gì? Nè, của bạn mày đó. Cái gì? Thiệp cưới có... Thì thiệp cưới của con Lài ở đầu hẻm rồi nè. Chứ không lẽ thiệp cưới của mày? Của con hả? Con cưới ai? Ai cưới con vậy? Trời đất ơi, người nào tới cưới con? Mà con đâu có suy nghĩ là con sẽ cưới ai đâu. Con chưa... Mày làm gì? Cái gì? Trời ơi, đưa cái thiệp cưới thôi mà. Đâu phải trái nhà đâu mà làm gì dữ vậy? Hả? Dạ tại vì má làm con liệu con hết hồn. Trời ơi. Nhưng mà nếu mà thiệp cưới đúng là của Lài gửi thì sao cuộc đời nó may mắn vậy ta? Từng tuổi này rồi mà sao có người tìm đến, có người thương yêu chia sẻ. Trời ơi, tuổi này mà được hạnh phúc vậy cũng vui à. Vui hả? Vui cái đầu mày chứ vui. Vui gì mà vui? Thứ đàn bà biết xấu hổ à. Năm mấy tuổi đầu rồi mà đặng làm đám cưới, không sợ con cháu với bà con chòm xóm họ chê cười hả? Ấy vậy còn phe trời ơi, anh thương tôi lắm nè, anh cưng tôi lắm nè, tụi tôi sẽ hạnh phúc nè, mùi mẫn nè, gặp gỡ nhau sao nè, đầu thứ không sao biết xấu hổ. Trời ơi, nghe nói mắc ói luôn á, da gà nổ cục vậy đó, đem cân chắc được 1 kg à. Đúng, đâu. Đúng rồi, làm sao nó biết xấu hổ? Mặt nó phải bị tráng bằng xi măng mà cho đạn cành ông bắn tát tháng không tới nữa, làm gì biết xấu hổ. Cúc à? Cúc! À, xin lỗi má. Mày làm cái gì vậy? Hả? Không. Trời đất ơi. Con xin lỗi má. Kỳ lắm ngang. Dạ. Kỳ lắm ngang. Dạ, má rảnh không? Con đi nấu cơm má, cứ coi như đây là nhà má ngồi chơi nha. Tự nhiên không có gì đâu. Đây là nhà của tao mà. Dạ, xin lỗi má nha. Dạ, bùa của con để con đem vô. Từ ngày mà con nhỏ này nó sởn cái đầu tóc rồi, cái nối đầu tóc vô, từ cái suông nó làm cho lộn ra là nó thay đổi tánh tình tới giờ nè. Nhỏ này tôi nghi lắm nè, không biết là cái gì nè. Không biết là cái gì nè. Là cái gì? Ủa? Là cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? À... Chuyện của chúng mình chắc gia đình Cúc không chấp nhận đâu. Cúc bối rối quá, phải làm sao bây giờ hả Đực? Hay là chúng ta từ bỏ tất cả cao trại xa bay nhắc Cúc? Tôi chửi người ta. Bây giờ mấy câu chửi nó đập lại vô mặt tôi rồi trời.